chấm bi 129k giùm em luôn. Comment giùm em là trắng bi nha mấy chú, qua trắng bi 129k ha. Rồi trắng bi nha, chỗ nào lấy trắng bi lên trắng bi cho em nha mấy chú ơi.
bộ này comment lên giùm em 130 nha, đỏ 130 cho em. Rồi bộ giả quang với chơi 70 kg đổi về mặt vừa cho em giả quang này 130 luôn nha, ngố nha. Rồi ngố 130 cho em, mới chế ngố 130 nha, chắc phải em mới chế bao đẹp luôn ha. Rồi chế thầu lấy bộ này comment lên cho em giả quang cho em 130 nha, ngố nha. Mẫu này mặc lên là rất là gọn người luôn, mới chế bự con hay là nhỏ thì mặc lên rất là ok luôn. Bây giờ chắc một đấu cho mấy chế qua nhìn mẫu gọn cho em ha. Rồi giả quang nè, chế nào đó giả quang lên, giả quang giùm em đúng chế. Rồi 99k giùm em đúng chế quay. 99k giùm em nè. Rồi 99k giùm em, chế nào lấy gấu vàng lên gấu vàng cho em 99k ha. 99k gấu vàng nha, chế nào lấy gấu vàng lên gấu vàng cho em mới chế. Rồi gấu vàng 99k giùm em luôn, gấu vàng ha. Rồi chế nào lấy gấu vàng cho em 99k nè. Free size cho bo em 45kg đổ lên và 65-68kg đổ về nha. Rồi gấu vàng cho em 99k giùm em nha. Rồi đen 99k luôn, quần ngố mới chơi quê đen nha. Đây 99k giùm em đen nha, mới chơi quần ngố nha. Rồi đen 99k nè, chế nào đã đen 99k comment lên cho em nha, đen 99k giùm em. Rồi đen 99k. Rồi màu hồng mới chơi quê hồng nha, chế nào lấy hồng lên hồng. Rồi hồng 70kg đổ về cho em mới chơi hồng nha. Hồng xét ngố quần đùi đen nha, mới chơi quê quần ngố màu đen nha. Rồi chế nào lấy hồng lên hồng cho em luôn chơi hồng. Rồi hồng 1.2 nha. Rồi hồng 1.2 giùm em, muốn chơi quê hồng 1.2. Rồi đen 120 giùm em, muốn chơi đen 120 nha. Đen 120 70kg đổi về mặt dù giùm em, muốn chơi. Rồi chế nào lấy đen lên đen giùm em, muốn chơi quê. Đen 120 nha, xếp ngố nha, hàng Quảng Châu, bao đẹp mới chế luôn, hôm nay xả cũng ha. Rồi chế nào lấy đen lên đen cho em, muốn chơi. Rồi Fendi em còn 3 màu em mới chơi, Fendi rồi còn đắt, đắt xanh của ban và màu hồng nha. Rồi chế nào lấy hồng lên hồng cho em, mới chế quay hồng Fendi nha. Rồi Fendi xe luôn, mới chế 125 luôn nha. Đây ngố nha, 125 cho em nha, mới chế 125 cho em nha, ngố màu hồng nha. Chạy cái lên kho nha. Rồi ngố hồng 125k giùm em luôn, còn được 3 màu nha mấy chế quay. Rồi màu hồng, màu cam đắt và xanh coban nha. Chế nào lấy màu nào comment màu lên cho em ha. Rồi chế